ngoài sự nên một trong thân xác qua quan hệ tính dục. Con người có thể có nhiều mối thân tình khác nhau. Nói đến thân tình là nói đến gần gũi, thiết thân. Điển hình nhất là tình bạn. Tình bạn làm cho con người được gần gũi với nhau. Trong tình bạn, người ta chia sẻ không chỉ của cải, tư tưởng, tình cảm, mà chính là bản thân. Đồng thời cũng cảm nhận được sự chia sẻ của người khác. Chia sẻ và cảm nhận, đó là cách thế để ta vừa hiểu được người khác và nhất là hiểu được chính bản thân. Có đụng chạm, có đối đầu, có gần gũi với người khác, con người của ta mới tỏ hiện cho chính bản thân. Chúng ta cảm nghiệm một cách sâu xa điều đó khi có sự hiểu lầm giữa bạn bè. Sự xung đột càng mãnh liệt thì con người càng cảm nhận được sự thương tổn trong bản thân. Tôi yếu đuối, tôi dễ bị làm tổn thương. Đó là sự thật mà người ta có thể khám phá ra trong tình bạn. Chúng ta vẫn hay nói, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Có gần gũi thiết thân mới có sự tổn thương. Nhưng khi sự hiểu lầm đã được vượt qua, khi sự xung đột được giải quyết, thì mối thân tình lại càng sâu đậm hơn. Tình bạn, tình yêu, sự hợp tác, sự thương lượng, sự thỏa hiệp, và ngay cả xung đột. Đó là bao nhiêu thể hiện của sự thân tình. Từ sự kết hợp trong quan hệ tính dục cho đến sự cạnh tranh, từ tình bạn cho đến sự xung khắc, nhiều hay ít, tất cả đều đòi hỏi sự gặp gỡ và thân tình. Trong tất cả những kinh nghiệm khác nhau đó, điều quan trọng nhất chúng ta khám phá ra không phải là sự hiểu biết về người khác, mà chính là hiểu biết về bản thân chúng ta. Trong bất cứ một sự thân tình nào, chúng ta cũng luôn có hai thứ cảm nhận khác nhau. Một đàn, sự gần gũi với người khác làm cho chúng ta vui thích, thỏa mãn. Đàn khác, sự thiết thân ấy cũng tạo ra trong chúng ta sự bực bội, chán nản. Một người bạn thân là nguồn vui, niềm an ủi cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng dễ làm cho chúng ta đau buồn. Càng thiết thân thì lại càng dễ làm tổn thương nhau. Như vậy, muốn cho sự thân tình được bền chặt, con người phải không ngừng trưởng thành. Trưởng thành để hiểu và chế ngự được tình cảm của chính mình. Sống trưởng thành trong sự thân tình có nghĩa là tập sống một lúc trong niềm vui và sự căng thẳng mà sự thiết thân có thể mang lại. Một trong những nét nổi bật trong dung mạo của một người trưởng thành chính là có thể duy trì được sự thân tình với người khác. Cô đơn không chỉ là một bất hạnh, mà là dấu chỉ của một tình trạng chưa trưởng thành. Như vậy, để có thể ra khỏi chính mình và sống thân tình với người khác, con người cần phải cố gắng không ngừng để làm chủ chính mình. Có bốn điều kiện cần thiết để đạt được sự trưởng thành và đồng thời duy trì được sự thân tình với người khác. Trước hết, cam kết với một người nào đó. Thứ đến, duy trì các mối quan hệ với người khác. Thứ ba, sẵn sàng sửa đổi chính mình để hòa hợp với người khác. Và cuối cùng vẫn duy trì được sự vẹn toàn bản thân. Trước hết, chúng ta hãy xét đến điều kiện thứ nhất. Làm thế nào để sống một cách tốt đẹp? Đây là câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tự đặt ra cho mình. Ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta gồm nhiều chuỗi ngày vui buồn đang xen nhau.
ai trong chúng ta cũng muốn đi tìm một cách sống nào đó khả dĩ làm cho chúng ta được thỏa mãn, nghĩa là sống một cuộc sống an vui và có ý nghĩa. Chúng ta muốn trở thành người hữu ích cho xã hội. Sống như thế có nghĩa là sống theo những giá trị và liên kết với người khác. Sống như thế có nghĩa là có những cam kết cần thực hiện trong suốt đời. Càng tiến tới trong cuộc sống, chúng ta càng thấy có hai loại cam kết quan trọng. Một là cam kết với những lý tưởng và các giá trị. Một cuộc sống không có giá trị để đeo đuổi, và một lý tưởng để sống theo, là một cuộc sống không có hướng đi. Cam kết quan trọng thứ hai trong cuộc sống con người là cam kết với con người. Không có cam kết với con người, thì giá trị và lý tưởng sẽ chỉ là ảo tưởng. Không có cam kết với con người, chúng ta sẽ lẻ loi, cô độc. Cách đây vài năm, một tòa án tại Peru đã kết án chung thân cô Lori Berenson, một cô gái người Mỹ 26 tuổi, về tội đồng lõa với một phong trào khủng bố thuộc khuynh hướng Marxist trong nước. Là một sinh viên xuất sắc của trường đại học MIT nổi tiếng của Mỹ, cô Berenson lại có một tâm hồn quảng đại, luôn luôn trăn trở trước cảnh nghèo khổ cùng cực của người khác. Cô muốn làm một cái gì đó cho xã hội. Thế là năm 1989, cô đã bỏ học và sang Nam Mỹ, gia nhập vào các nhóm tả khuynh để đeo đuổi lý tưởng cách mạng. Từ những thao thức vì những giá trị như công bình, bác ái, cô đã tìm gặp những con người cụ thể để phục vụ và yêu thương. Có thể Lori Berenson đã bị lèo lái lợi dụng, nhưng cuộc hành trình của cô cho thấy rằng có những cam kết trong cuộc sống là bước đầu tiên dẫn đến sự trưởng thành. Vượt qua tuổi thiếu niên để bước vào tuổi trưởng thành là đi từ một lý tưởng trừu tượng đến những con người cụ thể. Bước vào tuổi đôi mươi, chúng ta thấy rằng hai chữ nhân loại không còn hiện hữu một cách trống rỗng nữa. Nhân loại, một cách cụ thể là anh A, chị B, những người cùng sống cùng làm với chúng ta trong một công việc hay một môi trường nào đó. Như muốn cho cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta phải có những cam kết với những con người đó. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt, với đủ mọi cái hay, cái dở, với đủ mọi đức tính và khuyết điểm. Cam kết với những con người cụ thể ấy cũng có nghĩa là càng lúc càng trở nên thực tiễn hơn. Có những giá trị và một lý tưởng để đeo đuổi. Nhưng đeo đuổi và thực hiện những giá trị và lý tưởng ấy trong tương quan với những con người bằng xương, bằng thịt trước mắt chúng ta. Trước khi lập gia đình, người thanh niên thiếu nữ nào không mơ ước có được một mái ấm hạnh phúc? Trong hôn phối, họ kết hôn vừa với một lý tưởng, vừa với một con người. Người phối ngẫu nào cũng đều là lý tưởng cả. Người đó có tất cả những đức tính mà chúng ta hằng mơ ước và tìm kiếm. Nhưng dần dà chúng ta khám phá rằng con người đó không hề là người phối ngẫu lý tưởng mình hằng ước mơ. Người đó không chỉ có những đức tính mình mơ ước mà cũng đầy dẫy những khuyết điểm mình không bao giờ ngờ trước. Như vậy, yêu thương thực sự không phải là nhìn về một lý tưởng nào đó, mà là cam kết với con người trước mắt ấy. Nếu chúng ta không thể có những cam kết với những con người cụ thể như thế,
chúng ta sẽ không bao giờ cảm nghiệm được sự thân tình với người khác. Và như vậy, mãi mãi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đạt được sự trưởng thành trong nhân cách. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần.